Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh nằm trong hệ thống trang trại đạt chuẩn Global Gap của Vinamilk, được cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đặc biệt là tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 một cách toàn diện trong quản lý trang trại và chăn nuôi bò sữa. Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh hiện có tổng đàn 8.000 con, chiếm trên 62% tổng đàn bò sữa của tỉnh. Trang trại là mô hình chăn nuôi bò sữa quy mô lớn với công nghệ hiện đại, chuồng trại với hệ thống làm mát tự động tiên tiến, giống bò sữa ngoại năng suất cao, sử dụng thức ăn hỗn hợp lên men hoàn chỉnh. Dàn vắt sữa quy mô 200 con một lần, có thể nhận dạng, thu thập và quản lý dữ liệu thông qua chip điện tử. Tự động hóa trong nhiều công đoạn sản xuất, trang bị xe cơ giới cung cấp thức ăn cho bò, trang bị robot gạt thức ăn khi di chuyển phát ra nhạc, tạo cảm giác thư giãn cho bò khi ăn. Hệ thống thu gom và tải phân đến nơi xử lý, hệ thống điện mặt trời áp mái giúp sấy cỏ, việc thanh trùng sữa sử dụng khí biogas nhằm tiết kiệm điện năng. Thức ăn được cung cấp với công thức riêng cho từng lứa tuổi của bò B và được quản lý bởi hệ thống quản lý khẩu phần tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Hệ thống này giúp theo dõi, đo lường và kiểm soát chất lượng thức ăn phù hợp với các giai đoạn phát triển của bò. Dự kiến đến năm 2025, công ty Vinamilk sẽ mở rộng quy mô trang trại lên gấp đôi, đồng thời xây dựng tổ hợp nhà máy sữa với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, quy mô công suất chế biến 100 tấn sữa mỗi ngày, tương đương 36 triệu lít sữa mỗi năm.